Dạ, kênh bonsai Cần Thơ kính chào của cô chú anh chị vô trở lại kênh tiếp tục mình đến với kiện của anh Tám. Tiếp này là đi đều luôn. Kiều, xong cái này mới lên ba cây này, trở lên bốn cây này. À, một cây mai này sáu cây này với phôi mai quất lên với ba cây này ở bình bông. Mai tạo dáng làm bình bông ha. Nó đại lộc. Mong cô chú anh chị yêu thương cái nào thì liên hệ trực tiếp với anh Tám hay cô chú anh chị bạn. Để kênh nó luôn nè. Đây có số mai thành phẩm. Hồi chỉ không được. Công trang luôn ha. Sắp ha. Rất đẹp luôn. Sắp này cặp dài dài không? Nó đẹp luôn nè. Đó, chị hàng đây có cho anh Tám cũng khá là nhiều loại giống cây kiển hết chú anh chị các bạn. Chú anh chị thương nào liên hệ với anh Tám ha. Rồi, em chào anh Tám. Rồi, chào Linh ơi. Dạ. Hôm nay chú anh chị hôm nay ở về mười mấy hôm mai để giao lưu cùng cô chú. Lục bình có, dảo có, dạ hữu đức có, phôi có. Rồi em vô, đầu tiên em vô cặp lục bình. Rồi cặp lục bình hết cô chú anh chị các bạn. Rồi quay đi anh. Rồi chọn chọn. Bình 12 cây ha, 12 tháng. Một bình 12 con giáp luôn. Ý nghĩa của 12 con giáp, 12 tháng. Rồi mình cho thông số đi anh. Này, dảo này dảo Hữu Đức ha. Này là cây dảo Hữu Đức anh. Dảo Hữu Đức. Dảo Hữu Đức ghi nha chú. Ghi luôn. Hoành là 41. Đây rồi, hoành 41. Ê, eo tròn này là cái thân bự. 70. Rồi 70. Chiều cao. Chiều cao nó đi. Cao nó là 79. Rồi. Rồi gặp số 1 em giao lưu là 600.000. Bao xếp bao chậu luôn ha. Rồi tặng chậu luôn anh. Tặng chậu luôn. Này bán giá hữu nghị luôn ha. Sập sàn. Sập sàn. 600.000 cặp bình á, rồi công làm luôn cô chú anh chị bạn ơi. Công làm 2 ngày trời rồi ha. Bán giá hữu nghị luôn rồi đó. Học viên luôn ha. Chỗ học viên. Số điện thoại luôn á. Số điện thoại của em là 0917359719 ha. Cũng là số Zalo luôn. Rồi. Zalo luôn. Rồi đổi ra phố ơi. Bán giá sập sàn luôn cô chú anh chị bạn ơi. Giống vậy luôn, hàng ghi luôn ha. Rồi, số 2 là một cây xù ha. Cái này là mai rồi, gì? Dạ, dạ Hữu Đức. Rồi, dạ Hữu Đức. Đẹp ha, nguyên cục xù ha. Cũ cho bá luôn ha. Cũ à, tròn quay luôn ha. Rồi, quay dọc lên. Nguyên cũ xù luôn đó. Rồi, nổ thành phẩm dây Tết bao la luôn ha. Quá xa nụ luôn ha. Có nút rồi luôn ha. Đó, nút quá trời luôn nè. Rồi mình cho thông số luôn nè anh. Rồi ngay đủ xù nè ha. Xù là 15. Củ xù hoành là 8. Mini ha. Nút quá trời nụ. Cao là 48. Ngang là 54. Rồi mã số 2 em giao lưu là 600.000 ha. Đây miếng cái củ xù ha. Rồi 600.000 có chú Dương bạn ơi, mã số 2. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Phẩm số 3 cũng là mà mã dảo Hữu Đức ha. Rồi cây số 3 mã dảo Hữu Đức của chú nhiều ơi. Đây, của Hoàng Bệ. Cây này nhỏ hơn cây nãy không có ấy ha. Ghế quái luôn. Quái. Tất cả đều bóng ghế ra ghế quái chứ gì mà. Ghép nó liền cốt ha. Nụ vẫn có ha. Nhiều quá. Rồi cho thông số luôn nè. Nè nụ rất là nhiều hơn chú chị các bạn. Hoành đế này là 21 ha. Hoành này là 7. Nút hết trời ha. Chiều cao. Cao là 50. Ngang là 43. Rồi cây số 3 em giao lưu là 300.000. Là để so sánh ha. Ở cây nãy là nguyên ủ xù mình ha. Ở này không có xù mình ấy. Ở gốc rễ gốc nhớt. Rồi nguyên cái nãy là xù. Để so sánh. Rồi. Gốc này nó xù tròn do luôn, cũ tròn cục luôn. Rồi, đổi cây. Cây số 3 là 300.000. Có gì chưa? Rồi, số 4. Số 4 cũng là một cái chủ xù ha. Xù và rễ quái luôn ha. Rễ quái luôn có xù thôi chú gì bạn. Đó, nguyên củ xù ở đây luôn à. Rồi nụ bao la luôn nè. Thành phẩm gì Tết nè chú gì các bạn. Bông bự ha, bông 9 đến 12 cánh ha. Nút rất là nhiều. Rồi đo số đi anh. Hoa xa nút luôn nè.
Đây quanh cũ. Cũ là 20. Quanh 8. Nút hình phẩm dây tết chắc là nhiều ha. Cao là 48. Rồi trắng ngang. Ngang là 55. Rồi mã số số 4. Số 4 em giao lưu là 650.000 ha. Rồi 650.000. So sánh với cây nãy ha, này cái củ xù ha. Nãy là cây số 3 là 300.000 à, nó không có gì hết ha. Rồi, tiếp tục cũng là cây số 5. Cây số 5. Cũng là một cái cũ ha. Rồi đây Thủ Đức luôn anh. Thủ Đức luôn. Bông đẹp luôn ha, bông 7 đến 12 cánh, bông thơm ha. Cây này có vô dây sữa rồi ha. Cái cũ nữa nè. Quá trời cũ. Đó, cái cũ dữ lắm ha. Cũ cho bá ha. Rồi em xây dầm đi em coi. Rất là cũ, rất là nhiều hơn chú anh chị các bạn. Rồi, cho đâm số luôn anh. Nụ quá trời nhiều nụ luôn. Rất là nhiều nụ luôn ha. Này cũ 15 ha. Cũ 15. À, hoành là 17, 7. Nút quá trời ha. Cao là 45. Ngang là 46. Rồi mã số 5 em giao lưu là 600.000 ha. Một cái cũ luôn là xù ha. Xù trăm trăm luôn á. 600.000. 600k. Rồi đổi cái luôn. Sẵn sàng luôn. Số 7. Ủa? Sao, số 5, số 5, số 5, số 5. Cũng là một cái cũ luôn. Số 5 hay số 6? Số 6, số 6. Số 6. Số này số 5 rồi, cái này kia 6. Rồi cũ luôn. Cũ à. Quái à. Cũ quái lên đây à, cái này ghép nó liền luôn rồi ha. Mức ghép nó liền chân luôn rồi. Nụ thì bao nhiêu củ xù luôn á. Này so sánh nãy cây nãy nó không có gì hết rồi, bên đây em bán có 300 mà còn này miếng củ xù á, mai em lựa xù không á. Trang cần do ha. Rồi cho thông số lên 8 đây. Quanh là 14. Củ 14 hoành 7. Củ 14 hoành 7 nghe chú gì mà. Cao 49. Ngang 50. Rồi cây số 6 em giao lưu là 550.000 ha. Rồi 550 luôn. Cây số 6 của chú chị ba tất cả đều bao ship ha. Bao ship bao chậu luôn ha. Rồi phép đổi cây luôn. Số 7. Tiếp theo cây số 7. Cũng là một cái cũ luôn. Cũ chú chị các bạn. Cũ mà xù ha. Xù 100 luôn ha. Đó. Bên này bị cái banh nữa ha. Của trồng do ha. Chắc là đẹp hết luôn chị các bạn. Rồi nụ bao la luôn à. Nút mà bao la luôn á. Nút kẹo chân đặt hết nè. Ba xe nụ luôn ha. Ngày gì đâu luôn ha. Sơn cái chậu lại tết để vô cái bàn giữa quá đẹp luôn ha. Đặc biệt nó xù. Rồi mình cho thông số luôn cái này luôn. Nút xù rất đẹp ha. Cái này là 15 luôn. Cái cũ 15. Cũ 15. Hoành nó 17 luôn. Cao là 47. Ngang là 48. Rồi mã số 7 em giao lưu là 600.000 ha. Rồi cái mã số 7 giá 600.000 của chú chị các bạn ơi. Rồi phép đổi cây. Đó đây là Hữu Đức, mai thường ghép giả Hữu Đức ha. Bông thơm, bông bự ha. Rồi, giá Hữu Đức. Số 8. Cây số 8. Bất thường nhưng đẹp ha chú chị, rất thần chậu ha. Nè nút bao la ha. Thành phẩm luôn. Này chưa vô dây hả chú chị? Về vô dây. Chưa vô dây gì hết ha. Vô dây tạo dáng rất đẹp luôn nè, tàn cà bá luôn ha. Rồi coi nút luôn, đo thông số đi anh. Coi nút. Đó. Quá xá luôn. Thông số nó là 15. Rồi quanh 15. Hết hồn ha. Cao là 78. Chỗ mắt nào cũng nút nút hết trơn ha. Ngang là 90. 90. Rồi cây số 8 em giao lưu là
650k ha. Rồi, 650 luôn. Cây số 8. 8. 650. Rồi. Tiếp theo cây số 9. Cái này tàn bự hơn chú chị bạn. Mình về bẻ dây là tàn rất là đẹp luôn á. Đặc phẩm rồi, đến cũng là một cây giả khu đất ha. Này bán giá rẻ ha. Đây nằm giống thú luôn ha. Ừ. Đây 2 giờ sau rồi ha. Nhâm nhuận ếch. Nụ bao la luôn nè. Cái này 9-12 cánh luôn ha, bông bự bông thơm luôn ha. Đó, quá xa nụ luôn ha. Trộm cho đồng số luôn. Hoành là 20. Nút quá trời luôn ha. Cao là 70. Cao là 74. Rồi, cao 74, tăng ngang. Ngang là 106. Rồi, rồi cây số 9 em giao lưu là 700k ha. Rồi, 700k luôn cô chú anh chị ba, mã số 9. Rồi, ông nội cho Tết rất là nhiều ha. Tiếp tục cây số 10. Cây số 10. Tiếp tục cây số 10. Nụ bao la luôn ha. Đấy đẹp luôn, nở luôn ha. Rất là đẹp ha. Tàn tròn giò ha. Cô chú anh chị mua cái này về mình vô dây cái tàn rất là bự ha chú anh chị ba. Tạo dáng rất đẹp luôn á. Hết hồn của tàn ha. Nụ thì bao la luôn nè. Nụ kẹo chân luôn. Này bông ra đùm đùm luôn ha. Rồi cho đông số luôn anh. Hoành là 16. Nút quá trời nút luôn ha. Kẹo luôn. Cao là 67. Ngang là 92. Quá xa nút luôn. Rồi, mã số 10 em Zalo là 700.000 luôn ha. Rồi, 700.000 luôn, cây số 10. Ừ. Rồi, xếp đổi cây. Rồi, số 11 là Đại Lộc ha. Rồi, chuyển qua Đại Lộc ha. Đại Lộc. Luôn. Ừ. Đó. Đại Lộc thành phẩm à. Quá đẹp luôn ha, nút nhóc chân ha. Để luôn. Ồ, để nở ha. Con thú luôn. Ừ. Đã. Rồi, rất là đẹp ha chú anh chị bạn. Rồi cho thông số luôn anh. Cây có đế ha. Đế dữ rồi. Đế nở luôn đẹp. Nở đẹp. Rồi hoành là 15. Ngày nút bao la luôn anh. Cao là 52. Kích thích luôn ha. Ngang là 75. Rồi cây số 11 Đại Lộc em giao lưu là 800k. Rồi tăng trần do luôn. Quá đẹp luôn, bẻ gì chị gọi ha. Nhôm vô cây, nhôm rồi. Cây số 11. Cây số 12 cũng Đại Lộc ha. Cây số 12 cũng Đại Lộc ha chú chị các bạn. Tàn cũng giòn giò luôn ha. Để nè. Thấy quái đẹp ha. Đó. Xù cũng được quái xù. Cũ à. Ừ. Cũ xù, chủ tròn xù luôn. Ừ. Tàn tròn do mini hết chú chị bạn. Mini. Đủ bao la luôn nè. Rồi. Kính tàn luôn ha. Cũ đó là 14. Quanh là 7. Rồi cũ 14 quanh 7. Cũ 14. Ừ. Ngang là 53. Rồi chiều cao. Cao là 45. Rồi mã số 12 em giao lưu là 500k. Rồi 500k mã số 2. 12. Rồi cây số 13. 13. Đại Lộc thành phẩm mini hay chú gì bạn. Thì nụ bao la luôn. Tàn vô dây tàn tròn do ha. Rất là đẹp ha. Cây này quái nha. Mini nhỏ nhỏ. Đó. Đại Lộc. Đại Lộc thành phẩm luôn rồi cho anh thông số luôn anh Tám ơi. Hoành là 11. Nút ha. Rất là nhiều á. Cao là 43. Ngang là 50. Rồi mã số 13 em giao lưu là 500k luôn ha. Rồi 500k mã số 13 luôn. Rồi tiếp theo mã số 14.
14 cũng một cây đại lộc ha. Ừ, thành phẩm luôn. Nút nhóc cho ha. Do luôn. Để luôn. Quá trời nút luôn. Nút kẹo hết. Rồi để xù ha. Đó. Nút ba la luôn nè. Rất là nhiều nút thôi chứ nhiêu bà. Đây là mấy giờ em 14 ha. 14. 14. Ừ, nút quá trời là nhiều nút ha. Xù gốc xù luôn cho ông xấu luôn anh Tám ơi. Gốc này xù ngay chỗ diện bạn. Chắc thiệt ha. Hoành nó là 10 ha. Rồi hoành 10. Cao là 54. Ngang là 55. Rồi mã số 14 em giao lưu giá là 500k luôn ha. Rồi 500k mã số 14 của chú Diệp ba ơi, bao ship rồi, hết rồi. Tất cả luôn. Rồi 15 là phôi ha. Rồi. Làm chuyển lên phôi. Ngon mây vàng anh. Thôi mây vàng. Dán thú ha. Nè, đây đây hai giò ha. Đây này có xù ha. Rồi xù gốc xù luôn. Ờ. Đó. Từ khúc này đây chạm hết nè. Đây xù chảy ha. Đúng rồi, hai nách nè, đang chảy xù. Làm chảy đang. Chi cần ok đàn, ha. Dán thú. Thăng lắc. Dán thú chảy đều ha. Đế đều luôn, đế đẹp luôn ha. Đế đều hết luôn. Rồi cho đông số luôn nè. Hoành ngay vị trí này là 25 ha. Rồi hoành 25. Cao là 50. Rồi hoành con thú luôn. Của đế nôm là 43. Cái cũ á. Rồi cây số 15. 15 em giao lưu là 900k ha. Rồi 900k. Bao giá bao rẻ luôn ha. Rồi giá này cái này rất là đẹp luôn, xù á, xù. Rồi số 16. Rồi đế nôm cho ba luôn. 16 một đế nôm ha. Ừ 900. Một cái đế nôm. Rất là đẹp luôn. Bộ rễ đặc luôn ha. Kẹo luôn. Quá trời bộ rễ luôn ha. Kẹo luôn. Nôm đặc rất đẹp ha chú Nhiên bạn. Đều luôn ha. Rất là đều luôn. Đều. Rễ nôm già già. Đặt ở trong hết trơn luôn ha. Hơi xù xù. Thằng nó cũng hơi quái ở đây đưa lỗ quái ha. Lỗ hơi quái. Đặc biệt rễ nó đặt kẹo ở trong luôn. Rất là đẹp chú Nhiên các bạn. Cái này coi này rất đẹp luôn. Rồi cho thông số luôn anh. Rồi hoành ngay vị trí này là 27. Ôi. Hoành đế luôn. Để hoành đế nó là 118. Cao nêm. Cao nêm đó là 33. Rồi cao nêm 33. Rất ngọn. Rất ngọn luôn. Rất ngọn đó 18 ha. Rồi mã số 16 em giao lưu là 1.900.000 ha, bao giá luôn ha, giá rẻ bất ngờ luôn ha. Rồi 1.900.000 luôn để nôm đẹp luôn chị bạn ơi. Rồi sắp đỡ kê luôn. Còn ba mấy. Rồi. Rồi 17. Rồi một cây 17 là một cây thành phẩm ha. Ok, cây thành phẩm tan trần do luôn chị bạn ơi. Trần do. Để cũng quấy luôn ha. Đó. Đàn thông ha, có chi cành ha, chi cành nhạo ha. Này là mai ghép anh. Yeah, mai ghim nó luôn á. Ghim nè. Ủa, cái này ghép hay ghim ra? Cái này ghép. Để đẹp luôn rồi. Ha. Có nổ xù ha. Hơi hấp nè ha. Để đều luôn. Chi cành nhạo. Để vô vị trí ok hết nè ha. Góc này nó hơi đổ xù. Hơi do như bao ừ nó tròn hết ha, chắc là tròn luôn á. Đó. Đó một cái tàng thông luôn của tiếng Việt bạn ơi. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Chi tàng ha, nụ bao la hoành là 20 26. Cao là 1.6. Thông nụ ha, cái này nó bông dữ lắm đó. Ngang là 9 97.
Rồi cây số 17 em Zalo là 1.700.000 ha. Bao giá, giá bao rẻ luôn nè. Chi cành có đầy đủ chân ha. Chi cành tàn tràn do luôn. Mà rồi đổi cây, mã số 17 đổi cây. Tiếp theo. Mã số 18 ha. Ồ cây này cũng tàn, chi tàn đẹp rồi. Luôn. Đợi chút xíu chú 18 rồi. Rồi, 18 mua một cây thành phẩm luôn ha. Thân lắc rồi ha. Lắc lượng chân à, chi cành nhạo ha. Đều đều gan luôn ha. Đều gan luôn của chú chị bạn nè. Cây nút màu là luôn, tạo dáng thành sần do luôn ha. Chắc là đẹp ha. Nụ nhóc chân luôn. Cây này về cho. Cây này nó, năm nay mình chơi bông được, năm tới bông rất là nhiều luôn. Đặc biệt là cái cây ra bông rất là dữ luôn nè ha. Không mà đông đông luôn ha. Đồ đế à, đế giờ cũng đều ha. Đế đều luôn. Kiểu dáng như giống như con thú đang ngồi ha. Thằng có đuôi. Thằng thông luôn ha. Nha, có cái đuôi. Thằng lắc lượng. Mấy cái gặp cái ghép nó xù xù chứ. Duyên. Cái này già cây lắm ha. Dạ. Cái này rất là già cây ha chú các bạn, nụ bao la luôn. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Tàn cứng mà tàn do luôn á. Quanh ngay vị trí này là 29. Rồi quanh 29. Để cao là 1m 1m7. Cao 1m7 nha chú chị các bạn. Ngang là 114. Rồi cây số 18 em Zalo là 1.800.000 ha. Rồi 1.800.000 của chú chị các bạn ơi. Có tàn sẵn luôn ha. Rồi nổ bao la. Nút để xuống đây luôn. Giúp đây lên đây. Số 19. Một cây thú quý khủng luôn nha. Rồi 19. Cây thú quý rồi hết 20. Ừ. Rồi số 19 ha. Dù về tạo dáng tàn tròn luôn ha. 19 là một cây mẫu tử ha. Còn cây mẫu tử luôn. Mẫu tử. Thân lắc luôn. Nhẹ ha. Chi cành nhạo. Già cây lắm ha. Bộ đế cũng ok. Đế cũng đều hết ha. Gốc đế thân xù xù ha. Cục cục cục. Đây lên xù đây luôn. Nó. Thế cái này không? Già cây dữ lắm. Còn mấy cục nâu nâu luôn ha. Ừ. Cây này cây số 20 đúng không các bạn? Số 19 nè. 19 nè, cây này số 19. 19 nè, hoành nó ba nghe đây là 35 ha. Rồi, hoành 35, cây này số 19. Ừ. Thân mẹ nó nè. Thân mẹ nó là 23. Cao 1m4. Rồi tán ngang. Ngang là 84. Rồi mã số 19 em Zalo là 1.600.000 ha. Rồi 1.600.000 luôn chú chị các bạn ơi. Cây số 19. Số 2 đấy 20. 20 là một cây tứ quý ha. Rồi một cây mai tàn tứ quý khủng luôn, tròn do luôn ha. Nè. Nặng lắm, để không anh đem tiếp. Nè, 1 2 rồi khủng ha, một cây tứ quý đều ha. Số 20. Ok số 20 ha. Đế rồi có đầy đủ hết ha. Già lắm ha. Già cây dữ lắm rồi. Nguyên cái đàn dù ha, nhà nào lớn lớn mua cây này về để ok ha. Tàn tròn do ha chú chị các bạn. Tròn do luôn. Hết hồng cái tàn. Rồi đế luôn. Đế có ha, đế đầy đủ hết. Quá trời cái đế luôn rồi. Không có móc gì hết, ai bứng về để đại ha cô bác. Bứng về để đại luôn đó. Màu này bự lắm đó, chú chị các bạn. Màu này bự lắm. Đế đều luôn. Đều ghê, đều vừa đế. 4 giờ ha, kể chả đều hết luôn ha. Không còn chỗ trống luôn á. Tàn tròn do luôn.
Hôm nay tứ quý ha. Tứ quý. Tứ quý. Tàn. Bốn mùa hoa nở. Tàn tròn do hả chú anh chị bạn. Ừ. Đế nè, không có móc gì hết, bứng sao gì vậy luôn á, mà nó đều vậy nè, móc ra nó dữ lắm ha. Sợ nó si cây mình không móc. Quá trời. Bứng về để luôn à ha. Nhà nào lớn lớn mua cây gì để là quá trời ok ha, bốn mùa ha, nở bốn mùa luôn. Cô chú anh chị mình thích từ tại vì không cái mình ghép cũng rất là đẹp luôn. Tôi quý rất trời gốc. Tròn do. Quá trời tròn luôn. Đế tròn tàn tròn luôn chú anh chị bạn. Mã số 20. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Số 20 rồi. Chắc là bự luôn ha. Hoành là 39. Rồi hoành 39. Khó khăn của nó là thoát thăng là 45 ha. Rồi thoát thăng 45. Ngang đường kính bầu. Đường bầu là 68. Rồi đường kính bầu 68. Cao đó khoảng 2m2 ha. Cao khoảng 2m2, tán ngang chắc cũng khoảng 2m. Ngang khoảng 2m à. Khoảng 2m. 1m 9 2m à. Rồi, mã số 20 là quý em Zalo là 6 triệu ha. Bao xếp 2 cây 200 km ha. Rồi, bao xếp 200 km ha chú anh chị bạn. 6 triệu một gốc túi rất là bự khủng. Quá trời bự luôn, hoành tới 39 đó ha. Hoành 39 nha chú anh chị bạn. Bộ đế nó có đầy đủ hết ha. Gốc này nở. Gốc mà ok luôn, gốc này gốc nở ha. Bụng ha. Già cây dữ lắm ha. Đế là không có móc luôn, mấy chỗ khác anh đã móc lên nhưng mà đây đã không móc luôn ha. Tròn đều để luôn, bứng về để gì luôn. Móc lên gì nó si cây ha. Chắc là đẹp ha. Rồi, rồi số luôn. 20 là số cũng là ưu clip. Chào ưu chú anh chị vừa qua ủng hộ em clip rồi ha. Rồi tạm biệt. Rồi chào anh Tám luôn chia sẻ. Rồi cảm ơn cô chú mình ủng hộ bãi kiển anh Tám luôn ha. Có gì cô chú anh chị thương cái nào liên hệ trực tiếp với anh Tám hay chú anh chị bạn. Rồi trân trọng mình kính chào luôn ha cô chú anh chị bạn ơi. Rồi góc xù luôn ha.